mãi giấc mơ, nằm mơ thấy quả bưởi, điềm báo gì lành hay dữ và những con số liên quan. Bạn nằm mơ thấy quả bưởi, bạn còn độc thân, mơ thấy quả bưởi có ý nghĩa cho biết chứng tỏ bạn đang rất mong muốn có mái ấm gia đình. Tuy nhiên, để đạt được ước mong đó, bạn cần nỗ lực thay đổi bản thân nhiều hơn nữa. Đối với người đã lập gia đình, khi nằm mơ thấy quả bưởi này thì đây chính là ngụ ý báo hiệu những bất chắc có thể đến với gia đình bạn. Hãy trân trọng tình cảm của họ để giữ mối quan hệ này mãi tốt đẹp nhé. Bạn mơ thấy mình đang cầm quả bưởi, điều này cho thấy bạn là người biết nắm chắc những cơ hội đang đến. Bạn làm cho mọi thứ trong cuộc sống của mình trở nên rất đa dạng và phong phú bởi những ý nghĩa rất đơn thuần nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều quan trọng mà bạn đang từng ngày đạt được theo thời gian. Nằm mơ thấy hái quả bưởi, đây là giấc mơ cho biết bạn là con người thông minh, biết tính toán, tìm cơ hội cho bản thân mình. Ý nghĩa của giấc mơ còn cho thấy mọi cơ hội đến với bạn trong đời đều là tự bạn tìm ra và tự tạo cơ hội cho mình. Nếu bạn tận dụng tốt thì sẽ có được thành quả rất lớn. Chim bao thấy mình ăn bưởi, giấc mộng muốn báo trước cho bạn biết rằng sẽ có một người nào đó đến thổ lộ tình cảm của họ dành cho bạn. Bạn mơ thấy mình hái quả bưởi từ trên cây, điều này lại cho thấy bạn đang tạo cơ hội cho chính mình. Bạn biết cách nâng tầm bản thân lên cao cho phù hợp với những hoàn cảnh. Đây là điều mà bạn đã có thể nhận định từ trước, cũng như những đánh giá mà người khác thấy ở bạn. Bạn nằm mơ thấy quả bưởi chua, điềm báo của giấc mơ này cho biết bạn là một con người gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Có thể nói bạn đã hoặc sẽ trải qua mọi chuyện đau khổ, sung sướng nhất trong đời. Bạn chim bao thấy mình đang hái một quả bưởi, giấc mơ muốn nói đến tâm tư của bạn. Bạn đang âm thầm yêu một người nào đó mà bạn không dám thổ lộ ra bên ngoài. Bên cạnh đó, nếu bạn nằm mơ thấy mình đang ăn bưởi thì giấc mơ có người đang thổ lộ tâm tình với bạn. Bạn nằm mơ thấy ăn bưởi ngọt, giấc mơ ăn bưởi ngọt cho thấy bạn sắp nhận được lộc do chính bản thân mình hay người thân dành cho bạn. Và với ngụ ý của giấc mơ này là cuộc sống của bạn sau này sẽ ngày càng an nhàn và sẽ hạnh phúc viên mãn. Chim bao thấy bổ quả bưởi cho biết chuyện tình cảm của bạn đang rất suôn sẻ và bạn sẽ nhận được thành quả ngọt ngào từ công sức và nỗ lực của mình. Tuy nhiên, giấc mơ này cũng nhắc nhở bạn cần phải chú ý thận trọng trong quá trình thực hiện các công việc trong cuộc sống để mọi chuyện được suôn sẻ và không nên nóng vội khi giải quyết mọi việc. Bạn nằm mơ thấy quả bưởi chín, bạn nên ăn mừng với giấc mơ này. Giấc mơ này ám chỉ là người rất tự tin và có năng lực làm việc rất tốt. Tuy nhiên, bạn cũng nên đề phòng những kẻ xấu xung quanh mình, bởi có kẻ luôn ghen ăn tức ở với bạn. Đang có người sẵn sàng muốn hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Bạn chim bao thấy quả bưởi đã lột hết vỏ, hàm ý bạn đang cảm thấy bất an, lạc lõng với cuộc sống hiện tại. Dường như mọi thứ đều đang chống lại bạn, thêm vào đó con đường tình cảm của bạn cũng gặp rất nhiều vấn đề trục trặc. Tốt nhất bạn hãy cố gắng đối mặt với sự thật và nỗ lực hết mình mới có thể vượt qua được khoảng thời gian này. Bạn mơ thấy quả bưởi chín vàng, chúc mừng, đó là một giấc mơ đẹp dành cho bạn. Giấc mơ này điềm báo may mắn cho bạn và cuộc sống thời gian sắp tới của bạn sẽ được suôn sẻ thuận lợi. Bạn nằm mơ thấy mình đang bóc quả bưởi. Bạn là người tràn đầy tự tin và nhiệt huyết, tuy nhiên sự tự tin của bạn không khiến mọi người cảm thấy khó chịu và chán ghét bạn, mà ngược lại, sự tự tin này của bạn làm soi dịu và hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh. Bạn mơ thấy mình đang trồng bưởi, giấc mơ này cho biết cuộc sống hiện tại của bạn đang rất bình yên và dễ dàng. Bạn luôn nắm bắt cơ hội cũng như kiểm soát, giải quyết tốt nhất vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình. Bạn luôn trân trọng và tìm kiếm cái đẹp. Chính điều đó đã di dưỡng con người điềm đạm của bạn, luôn khiêm nhường và biết lắng nghe người khác. Bạn nằm mơ thấy mình đi mua bưởi, chính là điềm báo may mắn. Dự báo về tương lai,
dư giả tiền bạc, cuộc sống viên mãn, mọi thứ có được đều là do bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ, từng bước vượt qua những khó khăn để đi đến với những gì tốt đẹp nhất. Bạn ngủ mơ thấy rất nhiều quả bưởi trước mặt thì chính là ngụ ý cho biết tài lộc đang đến với bạn. Đây chính là thành quả lao động rất xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Mơ thấy trái bưởi, quả bưởi liên quan đến số gì? Bạn nằm mơ thấy quả bưởi bị hỏng 68-98. Bạn nằm mơ thấy quả bưởi màu đỏ 59-73. Bạn nằm mơ thấy quả bưởi màu vàng trắng 43-81. Chim bao thấy quả bưởi đã lột vỏ 11-52. Chim bao thấy tép bưởi 43-74. Chim bao thấy quả bưởi khổng lồ 36-61. Bạn chim bao thấy mình được tặng quả bưởi 15-66. Bạn mơ thấy quả bưởi không gột 32-50. Bạn mơ thấy quả bưởi trên cây 25-43. Bạn mơ thấy mình đang ăn bưởi 67-89. Bạn mơ thấy trồng cây bưởi 16-56. Thông tin video vừa rồi chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn may mắn với những con số này.